Hello anh em, chào mừng em quay trở lại kênh Tôi Mở Thơ. Và hôm nay mình sẽ cùng anh em vượt cái phụ bản chương 13 xã hội sinh. Đây là một trong những cái chương mà giúp anh em có thể kiếm được khá là nhiều những cái để mà anh em nâng cấp cái trang bị kỹ năng của nhân vật tướng ở trong đây nha. Và đặc biệt là đây là nó sẽ nhận được vật phẩm cam, nên là có thể nói là đánh rất là khó. Trong này thì mình gặp Itachi với cả Kabuto và một vài cái con bot hỗ trợ hồi máu. Đội hình thì mình vẫn chơi nhẹ thôi. Đội hình thì mình có Hokage đệ tứ, Itachi, Hokage đệ tam, Pain, Lục đạo và Mai. Ok, chúng ta cũng bắt đầu là em có thể thấy là đầu trận khá là thuận buồm xuôi gió khi mà mình có cái con Hokage đệ tứ tank khá là tốt, bởi vì cũng không có tiền mua đệ nhất nên là mua con đệ tứ tank cũng rất là ổn nhá. Đệ tứ thì nó chuyên về cái kiểu là nửa sát thủ nửa tank rồi, bởi vì là nó có chiêu sốc sát thương vào những cái mục tiêu mà nó đang còn thấp máu đi anh em. Có lẽ mình sẽ thay đổi một chút cho con Manana vào. Ok, cho Manana vào thay cái con May xem thế nào. Manana thì nó cũng chả phải là tank mà cũng chả phải là đam, nó kiểu lửa tank nửa đam ấy, không nó thiên về tấn công vật lý, là kiểu như là anh em chơi theo đánh vị thú hay là đi đấu server được. Đối với người nâng cấp lên cao thôi mấy ông. Thì mình hiện tại cũng khá là cùi thôi, nhưng mà cày rất là lâu rồi không có tiền để mà nâng cấp lên cao nên là nó cũng vẫn còn được khá là cùi. Mấy ông có thể thấy là vượt mấy cái chương này cũng khá là êm. Đây là đội hình cày chay nha, chứ nếu mà đội hình có tiền thì nó lại có chuyện khác. Ok, có vẻ như Marara đang rất là tốt, không cho Sunny huyền thoại Zilea ra vào cũng được, hiểu không? Con Zilea là một trong những con kiểu như là Free cũng khá là mạnh, nó mạnh có thể nói là ngang ngửa với con Hinata rồi. 8 nặng nửa cân nha, hiểu không? Hinata cũng rất là mạnh luôn. Nó mạnh ở thì là nó bung được tốc độ đánh cho toàn bộ đội và tăng thêm cả sát thương nữa, chứ thực ra thì nó không có khả năng khống chế hay gì hết, chỉ có mạnh một cái là bung đam và tốc độ đánh cho toàn đội thì thôi. Máu thì cũng khá là thấp. Ok, đợi một chút. Ok, xem nào. Hôm nay là chủ nhật nên là không vào đánh được đó boss thế giới mấy ông. Mấy ông đánh boss thế giới thì có thể nhận được mấy cái mảnh đá để mà nâng cấp lên đá hút máu, nâng cấp lên cấp cao nha. Đá hút máu mấy cái cấp độ thấp nó chỉ cộng được 6% 12% thôi, nhưng mà anh em nâng lên cao thì nó sẽ lên được 50% hay là 200% 300% cũng có. Và nếu mà nâng được lên 300% hút HP thì nó phải nói là khá là mạnh. Lật kèo những hút máu. Ok, có thể như là vượt cái chương này nó khá là easy nhỉ. Mình cho Gaara vào để giảm giáp thép của kẻ địch. Con Gaara thì nó sự nó chỉ có tác dụng là bảo kê một đồng minh sẽ gần chết với cả giảm sát phép của kẻ địch để cho quan sát thêm phép của mình nó gây sát thương cao hơn thôi, chứ thực ra nó không quá là mạnh. Mấy em có thể thấy là trận này Gaara nó không gây được nhiều sát thương lắm đâu, đa số toàn là bên mình gây sát thương là chính. Tại sao chương 13 mà mấy ông rất là căng luôn. Cho Raikage vào thì nó cái con Raikage nó không quá là trâu, nó chỉ có cái khả năng khống chế nên là
Thực sự để mà nói, nếu mà chơi Raikage anh em nên chơi team khống chế. Chứ nếu mà chơi mỗi một mình Raikage không thì không nên chơi. Khá là căng. Ok, rất là êm. Ok. Trường này thì gặp Orochimaru. À mà mấy ông đang xem clip của mình thì nếu mà thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Vì đấy nó cũng là một trong những cái nguồn động lực to lớn giúp mình làm nên những cái clip hay hơn mà. Còn nếu mà cảm thấy không thích xem thì dislike phát cũng được. Ok. Chương này thì mình sẽ nhận được phong độn siêu, thủy độn siêu cấp. Em có thể thấy là Itachi không chế không được nhiều mà làm bằng mấy cái màn này, bởi vì là cấp cấp của quái nó còn cao hơn cả cấp của mấy cái con nhân vật của mình, nhưng mà thực sự là tỷ lệ không chế được đối phương rất là thấp. Cũng mạnh đấy nhưng mà vẫn còn chưa đủ. Cấp của quái là cấp 89 rồi phải không? Tỷ lệ khống chế là 100% luôn. Đấy là mình sẽ vào rượu một tu tiên cơ một phát trước khi end game. Ui, thanh niên này VIP quá không cướp được phải không? Rồi toàn dân chơi VIP, VIP thế trời. 4 sao, 4 sao, 4 sao. Ui, nhìn thấy mà run hết người ra. Tôi sẽ tìm một đối thủ ngang tầm cỡ rồi, chứ nếu mà cướp cướp thanh niên ngon quá thì cũng không ổn, không ổn. Cái thanh niên này thì yếu đuối quá mấy không, nhưng mà yếu mà lại thích ra gió thì lại mình thích. Ok thì mình sẽ sang cướp kim cương thì cũng được, thì thanh niên này vậy. Chắc là mấy ông này chắc chỉ cần ba con này là đủ, thêm còn hỗ trợ nữa. Trận đấu sẽ là 4-5 nhé. Tỷ lệ win là 100%. Ok, và có lẽ clip của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha. Và nếu anh em thấy clip của mình hay thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Hình như tôi chiều các em quá nên các em quên sắp kênh của tôi rồi.